Điểm tin sáng ngày 7 tháng 2, Omicron tăng nhanh sau Tết Nguyên đán tại Hàn Quốc và Nhật Bản, cả nước không còn vùng cam, vùng đỏ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị các chùa tăng cường hành lễ online để tránh tụ tập đông người. Hàn Quốc, Nhật Bản đối mặt với sự lây lan nhanh của Omicron sau Tết Nguyên đán. Hàn Quốc đang trở thành tâm dịch Covid-19 của khu vực Đông Á khi biến thể Omicron có khả năng lây truyền nhanh, đang hoành hành dữ dội tại đây sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trong ngày 6 tháng 2, quốc gia này đã báo cáo gần 39.000 ca nhiễm, mức độ tăng kỷ lục kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát hơn 2 năm qua. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, số ca nhiễm mới đã tăng gấp 4 lần trong 2 tuần qua, nâng tổng số ca mắc Covid-19 vượt quá 1 triệu trường hợp. Trong một nỗ lực để hạn chế lây nhiễm, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định gia hạn các biện pháp giãn cách xã hội cứng rắn thêm 2 tuần nữa bắt đầu từ ngày 7 tháng 2. Theo kế hoạch, các cuộc tụ tập riêng tư được giới hạn ở quy mô 6 người, các doanh nghiệp phải chịu lệnh giới nghiêm vào lúc 9 giờ tối. Trong khi đó, người dân buộc phải xuất trình thẻ tiêm chủng hoặc giấy xét nghiệm âm tính mới được vào nhà hàng, quán cà phê, nhà thi đấu thể thao. Tương tự Hàn Quốc, Nhật Bản cũng tiếp tục gia hạn các biện pháp hạn chế và tình trạng khẩn cấp thêm 2 tuần nữa ở Tokyo và 12 tỉnh khác. Mặc dù số ca mắc Covid-19 tại Nhật Bản đã giảm hơn so với hồi tháng 1, nhưng vẫn duy trì ở mức khá cao, gần 20.000 trường hợp mỗi ngày, buộc họ phải thận trọng tránh tình trạng tái bùng dịch. Song song với các biện pháp kiểm soát, chính phủ Nhật Bản cũng đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi thứ 3 để đối phó với làn sóng Omicron. Cả nước không còn tỉnh thành nào ở vùng cam, vùng đỏ. Theo cấp độ dịch của Bộ Y tế, đến ngày 6 tháng 2, số tỉnh, thành phố thuộc vùng xanh cấp độ 1 về dịch bệnh Covid-19 trên cả nước đã tăng lên 41 địa phương. Đặc biệt, thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua 5 tuần liên tiếp ở cấp độ 1 của dịch, tất cả quận, huyện và thành phố Thủ Đức đều thuộc vùng xanh và không có địa phương thay đổi cấp độ dịch so với tuần trước đó. Tại Hà Nội, toàn bộ 30 quận huyện đều được đánh giá ở cấp độ 1. Tuy nhiên, tại một số địa phương như là Nghệ An, Hải Dương có số ca mắc trong ngày 6 tháng 2 tăng vọt. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An, trong vòng 24 giờ qua, địa phương này đã ghi nhận tổng cộng 958 ca mắc mới, gồm có 183 ca trong cộng đồng. Đây là số ca mắc nhiều nhất trong vòng 24 giờ trên địa bàn từ khi dịch xuất hiện. Hải Dương cũng có số ca mắc trong ngày mùng 6 Tết nhiều nhất từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam với 568 bệnh nhân. Tăng cường hành lễ online, đi chùa online. Cảnh báo về việc đi lễ chùa đầu năm có nguy cơ gây bùng phát được dịch mới, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, việc đi lễ năm nay không thể như thường lệ mà phải thực hiện theo bình thường mới, đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Người dân khi đi lễ cần nâng cao cảnh giác hơn, ở chỗ càng đông người càng cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Do dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các chùa, tự viện trong cả nước tổ chức nghi lễ cầu an Tết Nhâm Dần, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, không tập trung đông người, thời gian tổ chức ngắn gọn. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng yêu cầu tăng cường các bài giảng, pháp thoại, hướng dẫn thực hành thiền và các khóa tu các buổi lễ cầu online. Khi mở cửa tiếp khách, ban quản lý lễ hội khu du lịch Tâm Linh còn cam kết với chính quyền địa phương về việc tổ chức thực hiện đúng theo các quy định phòng chống dịch như yêu cầu đeo khẩu trang, đảm bảo an toàn khoảng cách, phân luồng tiếp nhận du khách theo số lượng nhất định hoặc là tổ chức cầu nguyện online. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào và hẹn gặp lại trong bản tin tối ngày hôm nay. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.